Nghĩ các mẹ thường làm gì? Ở nhà mình thì tranh thủ thời gian đi chơi để con tiếp cận thế giới bên ngoài và khỏe khoắn hơn. Ngoài quần áo, mũ, khẩu trang thì con cũng mang theo cả sữa pha sẵn Metacare nữa nè. Mình biết ra ngoài con rất dễ nhiễm vi khuẩn nên mình cho con dinh dưỡng đầy đủ qua các bữa ăn. Mình cũng bổ sung cả sữa Metacare. Đây là dòng sữa có bổ sung sữa non 24 giờ nhập khẩu từ Mỹ, giúp tăng cường đề kháng. Sữa còn có 41 dưỡng chất cùng protein, canxi, vitamin D3 giúp bé tăng cân, cao lớn vượt trội. Sữa tốt cho sức khỏe của con, lại thơm ngon nên con thích lắm. Vâng, các mẹ ơi. Ở nhà thì dùng sữa bột, ra ngoài thì đem theo sữa pha sẵn, tiện lợi lắm các mẹ ạ. Dù ở đâu thì mình vẫn yên tâm về dinh dưỡng cho con. Hiện tại sữa Metacare đang có chương trình khuyến mãi trúng vàng, bé tăng cân cao khỏe. Các mẹ chỉ cần tìm thẻ cào trong mỗi thùng sữa nước, cào mã dự thưởng, quét mã QR trên thẻ, nhập thông tin dự thưởng là được. Rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ các mẹ sở hữu đấy ạ. Xe máy SH, xe Vision, xe Way Alpha, 0,5 chỉ vàng, thẻ cào điện thoại 10k và 20k. Thời gian diễn ra chương trình đến hết ngày 30 tháng 6 2024. Các mẹ tranh thủ tham gia nhé.